chân của con, vòng xe lăn của mẹ đều đặn mỗi ngày cùng nhau khó nhọc trên con đường quê quen thuộc. Vụ tai nạn lao động 10 năm trước khiến chị Tạ Thị Mến không còn sức lao động. Người chồng vô tâm cũng vì thế mà bỏ mặc vợ con trước sóng gió cuộc đời. Liệt đôi chân, liệt cả giấc mơ của người mẹ trẻ về một mái ấm hạnh phúc cho con. Nhưng rồi, giữa lúc đời mẹ tưởng như khuỵu ngã, thì chính những đứa con lại trở thành nguồn sống, nâng đỡ giấc mơ của cả hai thế hệ. Sáng giờ thì các cô chú ở trên chương trình Hoa Cúc Trắng có xuống gia đình của Lan, thì được biết là Lan đang đưa mẹ đi ra ngoài. Thế Lan đưa mẹ đi đâu? Thì con đưa mẹ lên trạm xá châm cứu ạ. Thế bình thường là bao nhiêu lâu thì phải đưa mẹ đi châm cứu một lần này? Thế, một tuần ạ. Một tuần một lần. Với Lan ấy, ở cái tuổi của con thì con cảm nhận như thế nào về cuộc sống của mình? Con cảm thấy buồn khi mẹ ốm, không có bố. Con muốn có cha sẽ đi học và nói cho con. Mẹ không đi được thì bây giờ Lan làm cái gì cho mẹ nào? Con sẽ giúp mẹ giặt đồ và tắm rửa cho mẹ và cho mẹ ăn. Lúc nhỏ thì con chưa quên nhưng con làm nhiều rồi con quên rồi. Khi mà mẹ bị bệnh như vậy á, rồi mọi cái lo toan trong cuộc sống thì Lan Anh là chị cả thì Lan Anh lo như thế nào với cuộc sống gia đình này? Sống thì vất vả, khó khăn. Ông bà thì phải đi kiếm tiền để giúp con đi học. Phải làm những công việc giúp ông bà, để giúp cho mẹ đỡ khó khăn, để cho mẹ khỏi bệnh. Cô được biết là từ khi mẹ bệnh, ba chị em và mẹ chuyển về ở với ông bà ngoại. Vậy thì cái cuộc sống của ông bà ngoại hiện nay thì như thế nào? Cuộc sống của ông bà ngoại rất là khó khăn, phải giúp ba, bố mẹ con. Bây giờ thì đi bệnh viện thì người ta nói như thế nào về bệnh tình của chị ha? Nói được bệnh tình của em không thì nó mới khỏi được ạ. Bị liệt như thế này vâng, liệt như này vĩnh viễn cả đời luôn ạ. Khi mà nghe cái tin như thế thì chị suy nghĩ như thế nào về cuộc sống của mình? Khi mà nghe tin như thế em sốc, em chỉ muốn chết thôi. Nhưng mà nghĩ lại em chết thì không có ai lo cho các con. Em được biết là trước đây khi mà còn vợ còn chồng và chị cũng chưa bị liệt hai chân ấy, thì mình cũng có nhà cửa để ở đúng không chị? Em cũng có nhà cửa riêng rồi. Tại vì người chồng thấy em bị này nên cũng không thể nào lo được cho em nên đã lừa bán hết nhà cửa đất đai để đi mất ạ. Thế là bây giờ trong tay chị không còn một chút gì về kinh tế đúng không? Mọi cái nương tựa thì bây giờ chỉ có nhờ dạy vào ông bà ngoại thôi. Mọi chi phí trong gia đình mới lo cho ba, bốn mẹ con thì toàn bộ ông bà lo cho hết. Nghèo nhất xóm, khổ nhất thôn, rồi cũng không ai trong ngôi trường trung học cơ sở Tân Hà bất hạnh nhưng lại nghị lực đến trường như Lan và chị. Vậy nên dẫu chỉ là miếng rau, củ sắn hay những vật dụng như sách vở, áo quần mà xóm làng và thầy cô gom tặng, thì với chị em Lan, đó cũng là những món quà giá trị giúp những đứa trẻ nghèo có thêm điều kiện và niềm tin để thực hiện giấc mơ của mình. Nụ cười hiếm thấy trên gương mặt luôn hiện hữu nỗi buồn của cô trò nghèo. Có lẽ đó là nụ cười hạnh phúc của sự yêu thương bao bọc mà Lan luôn khát khao được đón nhận. Năm học mới bắt đầu, khoác lên mình bộ quần áo mới mà thầy cô trao tặng, Lan bước vào tuổi trăng tròn đầy mơ mộng. Nhưng ước mộng lớn nhất của Lan là được đến trường. Đến trường gieo con chữ, trở thành một bác sĩ chữa bệnh cho đời, cho đôi chân của mẹ. Nhưng Lan cũng hiểu rằng để hiện thực ước mơ ấy, Lan cần lắm những yêu thương, sẻ chia để đường đến trường bớt những chông gai.
Xin được nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, bà con nhân dân cùng các em học sinh đang về dự chương trình trao học bổng Hoa Cúc Trắng ngày hôm nay tại trường Trung học cơ sở Tân Hà, huyện Lâm Hà. Qua những hình ảnh mà chúng tôi vừa thực hiện thì có lẽ rằng quý vị và tất cả chúng ta ngồi đây cũng có thể phần nào đã hiểu được và sẻ chia với gia cảnh khó nghèo cũng như là những nỗ lực của em Lan trên hành trình đến lớp. Để rồi và ngày hôm nay chúng ta đang có mặt cùng nhau tại đây với rất là nhiều những tình yêu thương và sự sẻ chia để có thể tiếp thêm cho em niềm tin, để giúp cho Lan có thể vượt qua những tháng ngày phía trước, để giúp cho ước mơ đến trường của em được trở thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, và ngay sau đây suất học bổng đầu tiên của chương trình dành tặng đến em Nguyễn Thị Lan từ quỹ học bổng Hoa Cúc Trắng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, suất học bổng trị giá 5 triệu đồng. Và với phần học bổng này, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Bùi Phương, đại diện của chương trình sẽ lên trao. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì tỉnh đoàn Lâm Đồng, đơn vị phối hợp cùng Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng tổ chức chương trình Hoa Cúc Trắng cũng có một suất học bổng trị giá 500.000 đồng. Chúng tôi xin kính mời chị Trần Dạ Thảo, cán bộ tỉnh đoàn Lâm Đồng sẽ đại diện lên trao. Và sau đây xin mời phần quà đến từ công ty xăng dầu Lâm Đồng, phần học bổng trị giá 2 triệu đồng gửi trao đến em Nguyễn Thị Lan. Và chúng tôi xin được kính mời anh Đào Văn Toàn, đại diện cho công ty xăng dầu Lâm Đồng sẽ lên trao. Về phía quỹ trẻ em của huyện Lâm Hà, ngày hôm nay gửi đến em Lan phần quà 2 triệu đồng. Và chúng tôi xin kính mời ông Hà Thanh Tuấn, phó trưởng phòng lao động thương binh xã hội sẽ lên trao. Về phía phòng nội vụ huyện Lâm Hà, ngày hôm nay gửi trao đến em phần quà 500.000 đồng. Chúng tôi xin kính mời bà Lê Thị Thu Trang, đại diện lên trao. Và tiếp theo chúng tôi xin kính mời phần quà đến từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lâm Hà, phần quà 500.000 đồng. Xin kính mời đồng chí Trung tá Ngô Đức Long, huyện ủy viên, chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lâm Hà sẽ đại diện lên trao ạ. Về phía phòng giáo dục huyện Lâm Hà, ngày hôm nay có phần quà 500.000 đồng. Chúng tôi xin kính mời thầy Nguyễn Văn Sinh sẽ đại diện lên trao. Và riêng cá nhân của thầy Nguyễn Văn Sinh ngày hôm nay cũng có phần quà 200.000 đồng gửi trao đến em Nguyễn Thị Lan. Xin kính mời thầy. Chúng tôi xin mời phần quà đến từ huyện đoàn Lâm Hà, phần quà 1 triệu đồng. Xin kính mời anh Phan Tiến Dũng, bí thư huyện đoàn sẽ lên trao. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà đến từ Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình Công cộng huyện Lâm Hà, phần quà 2 triệu đồng. Xin kính mời bà Nguyễn Thị Hồng Lựu, Phó Giám đốc Trung tâm sẽ đại diện đơn vị lên trao. Chúng tôi xin mời đại diện của chi đoàn cơ quan đảng và đoàn thể ngày hôm nay cũng gửi đến em Lan phần quà 200.000 đồng. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà đến từ Bưu điện huyện Lâm Hà, phần quà 500.000 đồng. Xin kính mời ông Đặng Quốc Chiến, Giám đốc Bưu điện sẽ lên trao ạ. Chúng tôi xin kính mời phần quà đến từ Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà, phần quà 500.000 đồng. Xin kính mời bác sĩ Bạch Văn Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà, đại diện lên trao. Về phía Liên đoàn Lao động huyện Lâm Hà ngày hôm nay cũng có phần quà 500.000 đồng. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện cũng có phần quà 500.000 đồng. Chúng tôi xin kính mời chị Trịnh Đoàn Hành Trâm sẽ đại diện lên trao. Vâng, tiếp theo là phần quà từ Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Tân Hà, phần quà 1 triệu đồng. Chúng tôi xin kính mời bà Nguyễn Thị Quỳnh Năm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hà lên trao. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà đến từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hà, phần quà 500.000 đồng. Về phía đoàn xã Tân Hà ngày hôm nay có phần quà 500.000 đồng. Tiếp theo là phần quà đến từ Quỹ tín dụng Nhân dân Tân Hà, phần quà 3 triệu đồng. Tiếp theo chúng tôi xin mời đại diện của Hội Chữ thập đỏ xã Tân Hà ngày hôm nay cũng có phần quà 200.000 đồng. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà từ gia đình bác Hằng Ba ở Tân Hà, phần quà 200.000 đồng. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà từ công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Anh xã Tân Hà, phần quà 1 triệu đồng. Vâng, xin được cảm ơn ông. Và tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà từ cửa hàng Công Liên ở xã Tân Hà, phần quà 1 triệu đồng. Tiếp theo chúng tôi xin mời đại diện chùa Hà Lâm ở Tân Hà
lên trao đến em Lan phần quà 1 triệu đồng. Xin mời phần quà từ nhà hàng Quy Nguyệt, phần quà 1 triệu đồng. Tiếp theo chúng tôi xin kính mời cô My, đại diện cho Spa Mimi, ngày hôm nay cũng gửi trao đến em Lan một chiếc xe đạp. Xin được cảm ơn phần quà của cô My nhé. Tiếp theo chúng tôi xin kính mời phần quà đến từ Ban Nhân dân thôn Phúc Thọ 2, xã Tân Hà, phần quà 600.000 đồng. Và sư cô Nguyễn Thị Yến Nhi ở thôn Phúc Thọ 2 cũng gửi đến em phần quà 500.000 đồng. Và chúng tôi xin kính mời chú Phùng Văn Tĩnh, trưởng thôn Phúc Thọ 2 sẽ đại diện lên trao ạ. Tiếp theo chúng tôi xin kính mời phần quà từ công ty cổ phần Iban Salapo, phần quà 500.000 đồng. Và ông Kazuhiko Sato, tổng giám đốc của công ty Ban Salapo, cũng có phần quà là 500.000 đồng gửi trao đến em Lan ngày hôm nay. Và chúng tôi xin kính mời chị Lê Thị Thúy Ngân đại diện lên trao ạ. Tiếp theo chúng tôi xin kính mời phần quà từ Đoàn Thanh niên xã Hoài Đức, phần quà 300.000 đồng. Tiếp theo là phần quà từ cửa hàng xe máy Dũng Phát, phần quà 1 triệu đồng. Và tiếp theo là danh sách của các trường bạn ngày hôm nay cũng về với chương trình và gửi trao đến em những cái phần quà hết sức yêu thương. Xin mời đại diện của trường tiểu học Tân Hà 1, ngày hôm nay có phần quà 1 triệu đồng. Mời đại diện của trường tiểu học Đạ Rờ Cố, phần quà 500.000 đồng. Và tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà đến từ liên đội trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, phần quà 1 triệu đồng. Về phía liên đội trường trung học cơ sở Tân Tăng ngày hôm nay cũng có phần quà 1 triệu đồng. Xin kính mời phần quà của liên đội. Tiếp theo là phần quà đến từ trường trung học cơ sở Liên Hà, phần quà 500.000 đồng. Tiếp theo chúng tôi xin mời đại diện của đoàn trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, ngày hôm nay có phần quà 2 triệu đồng gửi tặng đến em Lan. Tiếp theo là phần quà từ liên đội trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, phần quà 500.000 đồng. Vâng, xin cảm ơn cô. Tiếp theo chúng tôi xin kính mời đại diện của trường tiểu học Đinh Văn 4, phần quà 400.000 đồng. Tiếp theo xin mời đại diện của trường tiểu học Đinh Văn 3, phần quà 500.000 đồng. Vâng, xin cảm ơn cô. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà đến từ trường trung học cơ sở Phúc Thọ, phần quà 1.541.000 đồng. Vâng, xin cảm ơn thầy. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà từ liên đội trường trung học cơ sở Hòa Lạc, phần quà 400.000 đồng. Và tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà đến từ gia đình của anh chị Thu Hạnh ở xã Tân Hà, phần quà 1 triệu đồng. Tiếp theo là phần quà từ gia đình anh chị Liền Thương ở thôn Tân Trung, xã Tân Hà, 1 triệu đồng. Tiếp theo là phần quà đến từ nhà hàng Nhà Nghỉ Thắng Lợi ở thôn Liên Trung, xã Tân Hà, phần quà 1 triệu đồng. Và nhà hàng Tiệc Cưới Đạt Lợi cũng gửi trao đến em phần quà 500.000 đồng. Và chúng tôi xin mời cô Nguyễn Thị Thuận sẽ đại diện lên trao. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà của anh Đàm Văn Tuyên 300.000 đồng. Tiếp theo chúng tôi xin kính mời phần quà của anh Lê Quang Thoại ở xóm Chùa, phần quà 2 triệu đồng. Và tiếp theo là phần quà của các ông bà, các cô chú sau: bà Vũ Thị Bài 200.000 đồng, bà Vũ Thị Thích 200.000 đồng, cô Lê Thị Hà 200.000 đồng, cô Nguyễn Thị Thình 50.000 đồng, cô Vũ Thị Lan 1 triệu đồng, ông Vũ Văn Chuyến 200.000 đồng, bà Lê Thị Nghê 200.000 đồng. Và với những phần quà này, chúng tôi xin kính mời bà Vũ Thị Lan sẽ đại diện lên trao. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà từ phụ huynh của em Lý Nhật Lệ lớp 9A4, phần quà 500.000 đồng. Vâng, xin được cảm ơn anh. Về phía gia đình của anh chị Thanh Ân ngày hôm nay có phần quà 200.000 đồng. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà từ anh Lê Trọng Tiến, phụ huynh của em Lê Đoàn Khánh Chi, phần quà 400.000 đồng. Xin mời phần quà của anh Nguyễn Ngọc Hùng ở xã Tân Hà, phần quà 1 triệu đồng. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà từ anh Nguyễn Phú Toàn ở xã Tân Hà, phần quà 1 triệu đồng. Cửa hàng điện máy Mùi Vương ngày hôm nay cũng có phần quà 1 triệu đồng.
Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà từ bác Vũ Thanh Nga, Hội trưởng Hội Phụ huynh Học sinh Trường Trung học Cơ sở Tân Hà, phần quà 500.000 đồng. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà từ gia đình cô chú Trường Mai, phụ huynh của em Thảo My, lớp 6A3, phần quà 500.000 đồng. Cà phê Minh Đức Trí 200.000 đồng, chị Thu cà phê Lá Nhỏ 100.000 đồng, cô Xuân Võ 200.000 đồng, Facebook Nguyên Lê 100.000 đồng, cà phê House 200.000 đồng, anh Dương Thái 50.000 đồng, Facebook Trung Anh 100.000 đồng, Facebook Linh Kapaus 100.000 đồng ở Tân Thanh, Facebook Nguyễn Thắm 200.000 đồng ở Đắk Nông. Và tổng cộng những phần quà này là 1.250.000 đồng. Và đây là những phần quà do bạn Ngọc Hà ở Tân Thanh vận động. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ạ. Tiếp theo chúng tôi xin được công bố danh sách của những tấm lòng hảo tâm ủng hộ cho em Nguyễn Thị Lan do nhóm Facebook cựu học sinh của nhà trường vận động. Facebook Điệp Lương 2 triệu đồng, Phở Hồ Tây 1 triệu đồng, Facebook Huy Minh 1 triệu đồng, Chung Spa ở Tân Hà 500.000 đồng, Áo Cưới Tuấn Chi ở Tân Hà 500.000 đồng, Louis Spa Thu Hiền ở Tân Hà 200.000 đồng, Facebook Tina Nguyên 300.000 đồng, Facebook Thanh Nhung ở Đức Trọng 500.000 đồng, Cửa hàng Đá Quý Thùy Nhung ở Hà Nội 500.000 đồng, Facebook Phong LH chi nhánh của hai công ty Thanh Hải Thịnh Phát ở Đan Phượng 1 2 triệu đồng, Facebook Đỗ Hải chi nhánh 1 của công ty Thanh Hải Thịnh Phát ở Tân Hà 1 triệu đồng, Facebook Lê Sĩ 2 triệu đồng, Facebook Hằng Ngô cựu học sinh 500.000 đồng, Cửa hàng gốm Mỹ Nghệ Thắng Thủy 200.000 đồng, Facebook Bảo Linh 500.000 đồng, Quán Nga Mi ở Tân Hà 500.000 đồng, Facebook Liberty Dũng 500.000 đồng, Facebook Mai Anh 200.000 đồng, Cửa hàng Hoa Tươi Thạch Thảo ở Lâm Hà 500.000 đồng, Facebook Thúy Thanh ở chợ Tân Hà 500.000 đồng, Facebook Bon Su 1 triệu đồng, Facebook Trang Còi 200.000 đồng, Facebook Thanh Hoàng 200.000 đồng, Facebook Linh Suri 200.000 đồng, Facebook Hằng Nguyễn 1 triệu đồng, cựu học sinh Lệ Quyên ở Hà Nội 500.000 đồng, cửa hàng Thuận Hằng, phụ huynh của em Đặng Hữu Tân lớp 7A3 500.000 đồng, cựu học sinh Nguyễn Trung Hiếu, trưởng phòng thiết kế công ty xây dựng VMA thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu đồng, anh Nguyễn Văn Khang, phụ huynh của em Nguyễn Nhật Khánh lớp 6A7 1 triệu đồng, cựu học sinh Trịnh Ánh, nhà hàng Thanh Lịch 500.000 đồng, chị Hoàng Thị Lan, phụ huynh của em Hoàng Long lớp 6A2 200.000 đồng, gia đình anh chị Quân Ngân ở Tân Hà 500.000 đồng, gia đình anh chị Tâm Bắc ở Tân Hà 200.000 đồng, chị Thúy Shop Two Stone 100.000 đồng, cửa hàng thuốc Tây Thúy Mạnh 200.000 đồng, Facebook Đông Bơ ở Liên Hà 300.000 đồng, Facebook Thủy Minh ở Phi Liên 300.000 đồng. Cửa hàng thuốc Thú Y Ngọc Anh ở phụ huynh của em Nguyễn Ngọc Huyền Trân lớp 6A1 300.000 đồng. Cửa hàng Ga Toàn Mai ở Tân Hà 500.000 đồng. Bạn Như Ý Đăng Khôi ở Tân Hà 300.000 đồng. Và tổng cộng những phần quà này là 26.600.000 đồng. Chúng tôi xin kính mời chị Nguyễn Thị Hương sẽ đại diện cho các cô chú, các anh chị và những tấm lòng hảo tâm này lên trao tặng đến em Lan phần quà. Vâng, và riêng cá nhân của chị Nguyễn Thị Hương ngày hôm nay cũng có phần quà là 5 triệu đồng gửi trao đến em Lan. Một lần nữa xin được cảm ơn đến chị Hương rất là nhiều cùng những anh chị em trong nhóm đã gửi trao đến em Lan của chúng ta những tình cảm ngày hôm nay. Và tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà đến từ đoàn xã Đông Thanh, phần quà 500.000 đồng. Tiếp theo là phần quà đến từ trường Mẫu Giáo Tân Thanh, phần quà 550.000 đồng. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà đến từ đoàn cơ sở Agribank tỉnh Lâm Đồng, phần quà 1 triệu đồng. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà đến từ câu lạc bộ Thắp Sáng Trái Tim thuộc Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam huyện Lâm Hà, phần quà 3 triệu đồng. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà của ông bà Đặng Anh Tác ở thôn Phúc Thọ 1, xã Tân Hà, phần quà 100.000 đồng. Tiếp theo xin mời phần quà của anh Trương Văn Công, phụ huynh của em Trương Thị Thùy Diễm, lớp 7A3, phần quà 500.000 đồng. Tiếp theo chúng tôi xin kính mời đại diện của trường tiểu học Hai Bà Trưng,
ngày hôm nay cũng gửi trao đến em Lan phần quà 500.000 đồng và kèm theo một phần quà nữa. Tiếp theo chúng tôi xin mời thầy Nguyên Hạnh ở chùa Từ Minh ngày hôm nay cũng gửi trao đến em Lan phần quà 2.200.000 đồng. Tiếp theo xin mời phần quà từ câu lạc bộ Hành Trình Đỏ huyện Lâm Hà phần quà 500.000 đồng. Tiếp theo là phần quà đến từ đoàn trường cấp 3 Tân Hà, phần quà 4.500.000 đồng. Chúng tôi xin mời phần quà từ anh Lê Xuân Trường ở xã Tân Hà, phần quà 1.000.000 đồng ạ. Tiếp theo là phần quà từ nhà hàng Tiến Lâm ở xã Tân Hà, phần quà 2.000.000 đồng. Tiếp theo là phần quà của cô Đào Thị Hồng Lê, giáo viên trường trung học cơ sở Đan Phượng, phần quà 2.000.000 đồng. Tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà đến từ tập thể công ty MVS huyện Lâm Hà, phần quà 2.000.000 đồng. Vâng, xin được cảm ơn anh. Và tiếp theo chúng tôi xin mời phần quà từ tập thể anh em chăn nuôi Tân Hà, phần quà 750.000 đồng. Gia đình ông bà Phố 200.000 đồng. Tiếp theo chúng tôi xin kính mời đại diện của đại lý Luận Tuyết ngày hôm nay cũng gửi trao đến em Lan phần quà 500.000 đồng. Quý vị và các em thân mến, ngày hôm nay thì em Lan vẫn sẽ tiếp tục được đón nhận những tình cảm yêu thương từ thầy cô và bạn bè ở nơi chính ngôi trường mà em đang học tập. Và sau đây chúng tôi xin được mời phần quà từ tập thể giáo viên, cán bộ, công nhân viên trường trung học cơ sở Tân Hà, phần quà 6.000.000 đồng. Và với phần quà này chúng tôi xin kính mời thầy Nguyễn Văn Hoạt, hiệu trưởng nhà trường sẽ lên trao ạ. Vâng, xin được cảm ơn thầy. Vâng, và sau đây sẽ là danh sách của các bạn học sinh từ các lớp ở trường của chúng ta. Lớp 6A2 650.000 đồng, 6A3 610.000 đồng, 7A3 420.000 đồng, lớp 7A3 420.000 đồng, 7A2 949.000 đồng, 7A6 453.000 đồng, 8A4 300.000 đồng, 9A2 400.000 đồng, 9A1 360.000 đồng, 8A5 488.000 đồng, 8A2 600.000 đồng, 7A7 150.000 đồng, 9A6 556.000 đồng, 8A6 276.000 đồng, 8A1 500.000 đồng, 6A5 450.000 đồng, 9A3 245.000 đồng, 8A3 710.000 đồng, 6A6 810.000 đồng, 7A5 257.000 đồng, 6A7 211.000 đồng, 7A4 266.000 đồng, 9A4 350.000 đồng, 6A4 430.000 đồng, 6A1 660.000 đồng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay còn rất là nhiều những tấm lòng hảo tâm xa gần không có điều kiện đến với chương trình, và họ đã gửi gắm cho chúng tôi trao lại những cái tình cảm yêu thương đó để dành tặng cho em Lan. Cửa hàng điện cơ máy Văn Học 500.000 đồng, cửa hàng vật liệu xây dựng Đính Bình 500.000 đồng, đại lý Tám Hiền chợ Tân Hà 1.000.000 đồng, vợ chồng anh chị Thủy Tiệp ở chợ Tân Hà 500.000 đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Thị ở Tân Hà 5.000.000 đồng, nhà hàng tiệc Hoan Thanh Tân Hà 500.000 đồng, anh chị Tiến Hà chợ Tân Hà 1.000.000 đồng, phụ huynh em Phạm Khánh Ngọc Hà lớp 9A3 trường trung học cơ sở Tân Hà 300.000 đồng, phụ huynh em Đặng Hiền Phương lớp 9A6 trường trung học cơ sở Tân Hà 200.000 đồng, liên đội trường trung học cơ sở Tân Thanh 700.000 đồng, nhà may Minh Tiến ở chợ Tân Hà 200.000 đồng, liên đội trường tiểu học Rờ Lơn 500.000 đồng, phụ huynh em Trần Thị Lan Anh lớp 7A6 trường trung học cơ sở Tân Hà 100.000 đồng, cửa hàng tạp hóa Đức Cường ở Tân Trung Tân Hà 100.000 đồng, trường tiểu học Tân Văn 3 300.000 đồng, trường tiểu học Đinh Văn 1 300.000 đồng, trường phổ thông nội trú Lâm Hà 300.000 đồng, trường tiểu học Tân Văn 1 200.000 đồng, liên đội trường tiểu học Đan Phượng 1 500.000 đồng, liên đội trường tiểu học Hoài Đức 2 1.490.000 đồng, liên đội trường tiểu học Đinh Văn 2 300.000 đồng, liên đội trường tiểu học Đan Đung 500.000 đồng, liên đội trường tiểu học Phi Tô 200.000 đồng, liên đội của trường Láng Tranh 2 500.000 đồng, anh Nguyễn Văn Hiền ở Đan Phượng 1.000.000 đồng, đoàn xã Đan Phượng 300.000 đồng, chị Bùi Thị Lan, phụ huynh em Đinh Văn Biên, lớp 7A6, trường trung học cơ sở Tân Hà 200.000 đồng, bà Nguyễn Thị Dung 200.000 đồng, trường tiểu học Tân Thanh 3 500.000 đồng, salon tóc Hương 100.000 đồng, gia đình Hồng Hiền ở Tân Hà 50.000 đồng, đại lý Loan Dũng ở Đan Phượng 1 200.000 đồng, liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở Rơ Teng
200.000 đồng, Liên đội trường tiểu học Gia Lâm 300.000 đồng, Liên đội trường tiểu học Phúc Thọ 500.000 đồng, Gia đình Phương Nguyên 500.000 đồng, Cô Hằng ở trường tiểu học Đinh Văn Năm 220.000 đồng, Liên đội trường tiểu học Láng Tranh 1 500.000 đồng, phụ huynh em Đặng Thị Huyền Thương lớp 9A6 200.000 đồng, em Nguyễn Khánh Ngọc lớp 9A6 300.000 đồng, phụ huynh em Vũ Thị Thanh Hải lớp 9A5 200.000 đồng, karaoke Trang Vi 500.000 đồng, em Đặng Hữu Nghĩa lớp 6A5 200.000 đồng, phụ huynh em Lê Trần Dương lớp 6A1 500.000 đồng, trường trung học cơ sở Nam Hà 1 triệu đồng, trường tiểu học Đăng Phường 2 200.000 đồng, anh Ca Sơn bí thư đoàn xã Đà Đền 200.000 đồng, cửa hàng Thắng Tình ở Tân Hà 500.000 đồng, phụ huynh của em Hoàng Thị Khánh Vân lớp 8A4 200.000 đồng, anh Nguyễn Phú Kế cựu học sinh trường trung học cơ sở Tân Hà 500.000 đồng và tặng thêm một cuốn sách trên đan nữa. Cửa hàng Nhương Tươi ở Tân Hà 500.000 đồng, phụ huynh của em Bàn Trần Minh Quân lớp 7A3 500.000 đồng, thầy Vũ Duy Tiến giáo viên trường trung học cơ sở Tân Hà 500.000 đồng và gửi tặng thêm hai bộ quần áo cho chị em của Lan. Phụ huynh em Nguyễn Thành Đạt lớp 8A4 500.000 đồng, bà Lê Thị Hồng ở Tân Hà 50.000 đồng, anh Nguyễn Hùng Sơn ở thôn Phúc Hưng 200.000 đồng, Liên đội trường Trần Quốc Toản 200.000 đồng, văn phòng công chứng xã Tân Hà 1 triệu đồng, trường tiểu học Phúc Thọ 3 300.000 đồng, trường trung học cơ sở Mê Linh 210.000 đồng, trường tiểu học Đinh Văn Năm 300.000 đồng, bà Chế Phương Nam, phó giám đốc trung tâm văn hóa thông tin huyện Lâm Hà 500.000 đồng, cựu học sinh Nguyễn Văn Dung công ty Bá Trai 2 triệu đồng, em Hoàng Anh lớp 7A1 100.000 đồng, trường trung học cơ sở Phú Sơn 500.000 đồng, trường tiểu học Phú Sơn 200.000 đồng, trường tiểu học Hòa Đức 1 500.000 đồng, trường tiểu học Đông Thanh 1 triệu đồng, cô Vũ Thị Biên 100.000 đồng, liên đội trường trung học cơ sở Hoài Đức 1.531.000 đồng, đoàn trường trung học phổ thông Lâm Hà 550.000 đồng, hội liên hiệp phụ nữ xã Tân Hà 200.000 đồng, trường trung học cơ sở Lê Văn Tám 500.000 đồng, phụ huynh em Trần Bảo Anh Quốc cựu học sinh trường trung học cơ sở Tân Hà 200.000 đồng, trường trung học cơ sở Đam Bao 500.000 đồng, cô Loan phòng y tế huyện Lâm Hà 100.000 đồng, hai em Thúy Tuyên 500.000 đồng, cửa hàng xe đạp Hoàng Nga 500.000 đồng, ban chấp hành đoàn hội đội xã Tân Văn 200.000 đồng, đoàn xã Gia Lâm 200.000 đồng, đoàn xã Nam Hà 200.000 đồng, trường trung học cơ sở Gia Lâm 500.000 đồng, trường trung học cơ sở Từ Liêm 500.000 đồng, cửa hàng vật liệu xây dựng Liêm Anh 500.000 đồng, công ty mỹ phẩm Long Khánh, Spa Hải Âu 500.000 đồng. Gia đình của anh chị Nguyễn Tư Hoàng 500.000 đồng, bác sĩ Nguyễn Khắc Thôi ở Tân Hà 1 triệu đồng, ông bà Tâm Thắm ở Tân Đức Tân Hà 500.000 đồng, doanh nghiệp tư nhân Thu Hồng ở Tân Hà 500.000 đồng, đại lý Tuyến Huế ở Liên Trung Tân Hà 500.000 đồng, gia đình của anh chị Thắng Hà ở Liên Trung Tân Hà 500.000 đồng, gia đình anh chị Quý Thắm ở Liên Trung Lâm Hà 200.000 đồng, anh chị Trương Văn Toàn, Mai Lê Tuyến Vũ, cựu học sinh 500.000 đồng, đoàn xã Liên Hà 500.000 đồng, anh chị Hiển Hiền ở chợ Tân Hà 500.000 đồng, lớp 7A1 trường trung học cơ sở Tân Hà 254.000 đồng, anh chị Công Vui ở chợ Tân Hà 200.000 đồng, cô chú Tám Hùng ở Tân Hà 100.000 đồng, nhà máy Tôn Quang Nam ở Tân Hà 500.000 đồng, anh Hùng Chảo ở Phú Sơn 200.000 đồng, cửa hàng áo cưới Tuấn Thùy ở Tân Hà 500.000 đồng, tập thể lớp 9A5 trường trung học cơ sở Tân Hà 685.000 đồng, tập thể trường trung học cơ sở Phi Tô 500.000 đồng, quán cà phê Tôi ở xã Tân Hà 500.000 đồng, anh Hải Linh ở thôn Tân Trung xã Tân Hà 500.000 đồng, công an huyện Lâm Hà 1 triệu đồng, công ty cổ phần xây lắp điện Hồng Trường Lâm Hà 1 triệu đồng. Và xin được đại diện trao tặng đến em Lan tất cả những tình cảm yêu thương này, những phần quà mà chúng tôi đã vừa công bố. Rồi một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho bạn Lan nào các em. Vâng, kính thưa quý vị, cùng với những phần học bổng đã được trao tặng đến cho em Lan trong chương trình ngày hôm nay, thì trên hành trình kết nối yêu thương của Hoa Cúc Trắng, chúng tôi còn nhận được rất là nhiều những sự sẻ chia, quan tâm và gửi gắm của rất là nhiều những tấm lòng hảo tâm xa gần trong và ngoài tỉnh. Và sau đây chúng tôi xin được đọc danh sách những phần quà của các tập thể cá nhân thông qua chương trình gửi trao đến em Lan. Về phía Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Lâm Đồng 1 triệu đồng, Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng 1 triệu đồng, Anh Sinh Đáng Granite đường 3 tháng 2 Đà Lạt 1 triệu đồng, Công ty Ladofa Đà Lạt 1 triệu đồng, Gia đình Anh Châu Karaoke Sắc Màu Cuộc Sống đường Hai Bà Trưng Đà Lạt 500.000 đồng,
nhà may Hữu Dư 32 Hàng Thuyên Đà Lạt 500.000 đồng, nhà thuốc Nhân Hòa chợ Đà Lạt 500.000 đồng, anh chị Đặng Thị Như Ánh ở đường Lý Nam Đế Đà Lạt 500.000 đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Từ Phước 11 Từ Phước Đà Lạt 700.000 đồng, em Minh Mẫn ở 7A Nguyễn Biểu Đà Lạt 400.000 đồng, cô Võ Thị Thu Thảo ở Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng 300.000 đồng, gia đình cô Cam ở chợ Đà Lạt 300.000 đồng, chị Thủy Tâm ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, chị Thu bán rau ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, cô Khánh khu B chợ Đà Lạt 200.000 đồng, chị Lệ bán heo quay ở chợ Đà Lạt 200.000 đồng, chị Hương bán thịt bò ở chợ Đà Lạt 200.000 đồng, quầy cơm Khánh Linh chợ Đà Lạt 300.000 đồng, bác Thiệp ở 52 Trần Trình Đà Lạt 100.000 đồng, anh Trần Long ở đường Nguyễn Văn Dỗi Đà Lạt 200.000 đồng, chị Thương ở đường Phan Đình Phùng Đà Lạt 200.000 đồng, anh Đoàn ban quản lý chợ Đà Lạt 200.000 đồng, chị Diệu bán rau ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, chị Kiều ở chợ Đà Lạt 200.000 đồng, chị Thanh Xuân ở đường Lê Hồng Phong Đà Lạt 200.000 đồng, chị Chi ở đường Trần Trình Đà Lạt 100.000 đồng, quầy trái cây Liên Bích chợ Đà Lạt 500.000 đồng, một cô ở phường 9 Đà Lạt 100.000 đồng, em Đàm Hải Đăng ở 33 Quang Trung Đà Lạt 100.000 đồng, ông bà Thân Dữ ở đường Lữ Gia thành phố Đà Lạt 100.000 đồng, quán Hoa Sữa đường Tăng Bạc Hổ Đà Lạt 400.000 đồng, em Nguyễn Đạo Đức Nguyên lớp 3A trường Đoàn Thị Điểm Đà Lạt 200.000 đồng, giò chả Quốc Hương 200.000 đồng, điện máy Trần Trung đường 3 tháng 2 và khu Hòa Bình Đà Lạt 500.000 đồng, chị Lâm Ngọc Trầm quán cơm Đức Hoàng Đà Lạt 500.000 đồng, chị Trần Thị Lệ Thùy quán Cô Đức Đà Lạt 400.000 đồng, chị Trần Thị Tiêu khu Phi Hoạch Phan Đình Phùng Đà Lạt 100.000 đồng, cô Tuyết bán chè ở chợ Bùi Thị Xuân Đà Lạt 200.000 đồng, cô Nguyễn Thị Lộc 27 bis Ngô Thụy Sĩ Đà Lạt 500.000 đồng, cửa hàng điện tử Ý Lan đường 3 tháng 2 Đà Lạt 300.000 đồng, chị Nguyễn Thị Xuân Yến ở Đà Lạt 100.000 đồng, gara Đình Ngọ ở 36 số viết nghệ tỉnh Đà Lạt 200.000 đồng, cháu Hoàng Khải Minh 100.000 đồng, cửa hàng vật liệu xây dựng Hiếu Loan 100.000 đồng, anh Tư ở đường Hào Huy Tập Đà Lạt 100.000 đồng, anh chị Thi Cương ở chợ mới Đà Lạt 300.000 đồng, anh chị Trang Thiện ở chợ mới Đà Lạt 300.000 đồng, anh chị Nghi Đại ở chợ mới Đà Lạt 200.000 đồng, anh chị Cường Oanh ở chợ mới Đà Lạt 200.000 đồng, anh chị Tuấn Liễu khu A chợ Lầu Đà Lạt 200.000 đồng, anh chị Úc Sơn ở đường Lý Tự Trọng Đà Lạt 200.000 đồng, anh chị Thắng Diệu chợ Đà Lạt 200.000 đồng, cô gái bán cá tươi ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, cô Ngọc bán cá tươi ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, cô Thanh Thanh bán cá tươi ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, chị Sen Thủy bán tôm ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, chị Ánh bán cá tươi ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, cô bé Tài bán rau ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, hai bé Thanh Nhã Mai Cương ở 66 An Tôn Đà Lạt 100.000 đồng, hai bé Hồng Hạnh Hồng Đức ở 77 Mộ Tâm Đà Lạt 100.000 đồng, ba bé Louis, Tony, Harry ở 44 Phan Bội Châu Đà Lạt 300.000 đồng, ba bé Bảo My, Bảo Hân, Bảo Trân ở 17/9 Mai Hắc Đế Đà Lạt 200.000 đồng, cô Nguyễn Thị Phương Thảo ở đường Vạn Hạnh Đà Lạt 300.000 đồng, cô Vũ Thị Ngọc ở Đà Lạt 100.000 đồng, chi hội từ thiện Ái Tâm Đà Lạt 300.000 đồng, nhà xe Lăng Dâu 300.000 đồng, cô Thu ở phường 2 Đà Lạt 200.000 đồng, bà Ngô Thị Hòa 30 Võ Thị Sáu Đà Lạt 100.000 đồng, chị Lan Anh Nghĩa lò mứt dâu Toàn Thắng 500.000 đồng, thượng tòa Thích Viên Thanh thiền viện Vạn Hạnh 1.000.000 đồng, chị Cúc nhà may Cúc 500.000 đồng, anh Hồ Văn Võ Ngọc Shop Mai đường Phan Đình Phùng Đà Lạt 300.000 đồng, bà Bùi Ngọc Điệp lô 68 khu quy hoạch Chè Sen 300.000 đồng, bà Trương Thị Châu 9A Hai Bà Trưng Đà Lạt 100.000 đồng, cô Nguyễn Thị Liên ở 54 Phan Đình Phùng Đà Lạt 250.000 đồng, bà Nguyễn Thị Loan ở 51/2 Phan Đình Phùng Đà Lạt 200.000 đồng, chú Tài An ở Bảo Lộc 300.000 đồng, chú Phước Đức ở Khe Sanh Đà Lạt 500.000 đồng, chị Nguyễn Thị Liễu 300.000 đồng, cà phê Gái Sang ở Bảo Thuận Chi Linh 500.000 đồng, ban tịnh độ Phật tử chùa Linh Sơn Đà Lạt 500.000 đồng, nhà hàng Thảo Nguyên 500.000 đồng, nhóm giáo viên hưu trí trường trung học cơ sở Lam Sơn Đà Lạt 500.000 đồng, chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng 200.000 đồng, một chị ở Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng 100.000 đồng, một anh ở Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng 100.000 đồng, em Trương Quang Hùng cựu học sinh trường Chuyên Thăng Long Đà Lạt 200.000 đồng, mì Quảng Hằng ở đường Trần Quý Cáp thành phố Đà Lạt 300.000 đồng, cô Lưu Thị Giỏi số 2 Cổ Loa Đà Lạt 200.000 đồng, gia đình anh chị Nguyễn Tấn Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Thảo ở 8/15A đường Phù Đổng Xuyên Phương Đà Lạt 100.000 đồng, em Dương Công Trí Dũng ở phường 8 Đà Lạt 200.000 đồng, anh Trần Xuân Trí ở tổ 4 Chi Lăng Đà Lạt 500.000 đồng, một khán giả ở đường Chu Văn An thành phố Đà Lạt 500.000 đồng, quầy sách báo Minh Cúc ở chợ Liên Nghĩa Đức Trọng 300.000 đồng,
quầy bánh kẹo Nhin ở chợ Liên Nghĩa Đức Trọng 300.000 đồng, anh Vũ ở chợ Liên Nghĩa 300.000 đồng, chị Xuyên ở chợ Liên Nghĩa 200.000 đồng, chị Nguyệt Chi ở chợ Liên Nghĩa 50.000 đồng, anh chị Huy Thoa ở chợ Liên Nghĩa 50.000 đồng, gia đình chú Cao Quảng Thịnh ở 71 đường Thủ Khoa Huân Đà Lạt 200.000 đồng, chị Nguyễn Thị Vân số 5 đường Phạm Ngọc Thạch Đà Lạt 250.000 đồng, anh Chương ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là ngày hôm nay với rất là nhiều những tình cảm yêu thương, những sự sẻ chia từ những tấm lòng nhân ái, những tấm lòng hảo tâm xa gần, thì em Nguyễn Thị Lan, bông hoa cúc trắng của chúng ta đã nhận được số tiền 200 triệu đồng. Một lần nữa xin được chúc mừng em Lan và xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả những tình cảm yêu thương mà quý vị đã gửi trao đến em Lan ngày hôm nay. Và sau khi chương trình kết thúc thì chúng tôi sẽ cùng phối hợp với nhà trường và huyện đoàn để làm sổ tiết kiệm để giúp cho con đường học tập của em Lan được lâu dài hơn. Và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.